Xin lỗi, tôi lại phải gắn. Vâng, xin chào mọi người. Xin lỗi vừa rồi là cái camera nó bị quay lung tung, thành ra là phải tắt đi để mở lại ạ. Vâng, xin chào thầy Hoàng Thiện Bách, xin chào thầy Nguyễn Thái Sơn. Xin chào Nhung Nguyễn. Vâng ạ, xin chào cô Tâm Phạm. Xin chào mọi người. Hôm nay như đã thông báo thì 3 giờ chiều nay tôi xin được chia sẻ cùng với mọi người một cái bộ huyệt nằm trong tờ tài liệu 52 phác đồ của phương pháp dưỡng sinh, diện trần dưỡng sinh của giáo sư Bùi Quốc Châu. Đó là cái bộ huyệt có tên gọi là bộ dáng. Vâng, xin chào cô Trần Thị Hà. Bộ huyệt này có tên là bộ dáng. Thì cũng nhân tiện là, vâng ạ, xin chào thầy Huỳnh Quốc Bình ạ. Cũng nhân tiện là chúng ta bắt đầu bước vào những cái ngày hè rất là nóng bức. Thì xin được chia sẻ cùng với mọi người cái bộ huyệt này. Bộ huyệt này nó có tác dụng là nó làm giáng khí này, nó làm mát cơ thể, nó làm hạ huyết áp, hạ nhiệt. Thì những ai mà cảm giác như là người bị huyết áp cao hoặc là cảm thấy là nóng bức, khó chịu, cảm giác như là muốn bốc hỏa này, tăng huyết áp này, thì chúng ta có thể sử dụng cái bộ huyệt này. Vâng ạ, xin chào cô Lưu Bích. Xin chào cô Tươi, cô chủ nhỏ. Chúng ta có thể sử dụng cái bộ huyệt này trong các trường hợp như vậy. Và hôm nay thì cũng xin được tặng mọi người một cái bài thơ liên quan đến cái bộ huyệt này. Có được không ạ? Đây, bộ dáng là một bộ huyệt thứ hai nằm trong cái tờ tài liệu 52 phác đồ của phương pháp diễn trần điều khiển liệu pháp, phương pháp dưỡng sinh của giáo sư Bùi Quốc Châu. Nếu mà chúng ta mà đang cảm thấy nóng bức, khó chịu, cảm giác là bị lên huyết áp này, bị nóng người này, bị sốt này, thì chúng ta có thể sử dụng cái bộ huyệt này. Thì nó sẽ có tác dụng làm hạ huyết áp, hạ sốt, hạ nhiệt, làm mát người. Thì cách mà sử dụng cái bộ huyệt này á, thì chúng ta thông thường là chúng ta sẽ sử dụng các cái kỹ thuật mà nó có tính làm mát thì chúng ta làm nó sẽ có hiệu quả hơn. Ví dụ là chúng ta dùng cái que giò, chúng ta sẽ day ấn nhẹ nhàng vào các cái huyệt như vậy, hoặc là chúng ta có thể chấm thêm một chút dầu dừa, bởi vì dầu dừa thì nó có tính mát, hoặc là những cái loại dầu mà nó có tính mát chúng ta chấm vào các vị trí đấy và chúng ta day nhẹ nhàng thì nó sẽ có tác dụng, nó làm dịu mát. Và còn một cái cách dùng nữa, đó là chúng ta có thể sử dụng cái những cái vật mà nó có tính âm lạnh, ví dụ như là chúng ta dùng cái lăn đồng láng này, chúng ta lăn vào vị trí các cái huyệt đấy, hoặc là mạnh hơn nữa đó là chúng ta dùng cái cục nước đá lạnh, chúng ta chườm vào các cái vị trí huyệt đó thì nó sẽ tăng cái hiệu quả lên.
thì tùy cơ thể chúng ta, nếu mà chúng ta cần thiết phải chọn những cái mức độ như thế nào thì tùy chúng ta chọn theo thứ tự. Đó là đầu tiên là day ấn nhẹ nhàng này, hoặc là chúng ta bôi một chút dầu dừa chúng ta day, hoặc là lăn bằng cái dụng cụ có tính âm, ví dụ như là lăn đồng láng, hoặc là mạnh hơn nữa đó là chúng ta dùng luôn cái cục đá chúng ta chườm vào vị trí các cái huyệt của cái bộ huyệt này thì nó sẽ có tác dụng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên thì để mọi người dễ theo dõi thì tôi vẫn sẽ làm theo cái cách mà thông thường, đó là tôi sẽ cắt cao salon pad để tôi dán vào vị trí các cái huyệt đấy. Tuy nhiên thì cái cách mà cắt cao salon pad này nó sẽ không có cái hiệu quả cao lắm, không bằng so với ở các cái cách trên. Vì sao? Bởi vì cái cao salon pad này đó là nó có cái tính chất là nóng, nên khi mà chúng ta dán vào huyệt ấy, thì có thể nó sẽ không đạt được cái hiệu quả làm mát giống như các cái cách mà vừa nêu trên. Mọi người lưu ý cái trường hợp như vậy. Nhưng mà do là tôi sẽ muốn là để cho mọi người quan sát được vị trí các cái huyệt, do vậy tôi sẽ dán cao vào. Hoặc là như thế này, tôi sẽ có cái dán cao thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Hoặc là có cái vị trí cái mọi người xin lỗi mọi người đợi một chút ạ. Sẽ có một cách để đánh dấu được cái vị trí huyệt. Vâng ạ. Xin cảm ơn anh Hoàng như thường. Sẽ có một cách để đánh dấu được các cái vị trí huyệt mà đỡ phải dán cao. Đó là tôi sẽ sử dụng cái bút này. Tôi sẽ chấm vào vị trí các cái huyệt để chúng ta quan sát được cho nó dễ. Bởi vì khi mà chúng ta mà dán cao thì nó sẽ nóng và nó sẽ không có được cái hiệu quả tối đa trong cái việc mà làm mát, làm hạ nhiệt, hạ huyết áp. Sau đây tôi xin phép được bắt đầu làm các cái huyệt này luôn và sẽ đọc các cái câu thơ liên quan đến từng cái huyệt của cái bộ huyệt này. Vâng, tôi xin phép được bắt đầu. Những khi huyết áp lên cao và khi nóng sốt làm sao bây giờ? Bạn ơi, bạn hãy chớ lo, ta dùng bộ dáng làm cho mát người. 124 vầng trán cao. Đầu tiên, huyệt đầu tiên của bộ dáng đó là huyệt 124 nhé. 124 chúng ta xác định bằng cách là căn cái điểm chính giữa trán này, và nó sẽ nằm ở hai bên, kéo thẳng từ cái tiếp tuyến ngoài của tròng đen đi lên và thẳng giữa trán sang. Đấy.
Huyệt 124 nó sẽ có ở hai bên nhé. Đây, và tôi sẽ dùng cái bút này để tôi đánh dấu để cho mọi người có thể quan sát cho dễ. Huyệt 124 này nó là huyệt kép, có cả hai bên luôn. Một hai tư vầng trán cao, thần kinh ổn định, giảm đau răng đầu. Huyệt 124 này nó có tác dụng làm ổn định thần kinh, nó làm giảm đau răng, giảm đau đầu, nó cũng làm giảm mất ngủ nữa. Đấy là huyệt đầu tiên. Thì chúng ta có thể là dùng cái que giò này, chúng ta day ấn vào cái vị trí huyệt 124 đấy, day ấn nhẹ nhàng thôi. Những cái huyệt của bộ dáng này sẽ làm theo thứ tự là từ trên xuống dưới. Huyệt tiếp theo này, 34 cũng giảm nhức đầu, giúp làm sáng mắt, giảm đau dạ dày. Đó là huyệt 34. Huyệt 34 là cái huyệt mà nó nằm ở điểm ngay trên của đầu lông mày. Nó cũng là huyệt kép. Vâng ạ, xin chào cô Trần Lan Anh ạ. Nó cũng là huyệt kép ở hai bên. Nó cách cái đầu lông mày này cỡ khoảng tầm 5 mm. Hai bên này. Đó là huyệt 34. 34 cũng giảm đau đầu nhé, giúp làm sáng mắt và giảm đau dạ dày. Hai huyệt 34 đây. Nó là huyệt kép có hai bên. Dạ vâng, có người là Đỗ Huy hỏi là thầy có sách thơ không đó. Dạ có sách thơ ạ. Tất cả những cái vần thơ này thì đều tôi đều dựa trên cái quyển sách này. Đó là quyển Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp, quyển Diện Chẩn Căn Bản do giáo sư Vũ Châu có viết. Thì tất cả những cái tính chất của các cái huyệt này thì nó đều có trong cái quyển sách Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp này. Đây, tất cả các cái huyệt đều ở trong này, nó có 128 huyệt thường dùng thì đều có trong cái quyển này. Thì tôi cũng đều lấy từ cái quyển sách này và viết thành những cái vần thơ trong mình dễ nhớ, dễ đọc. 34 cũng giảm nhức đầu này, giúp làm sáng mắt, giảm đau dạ dày này. 26 cũng rất là hay, viêm nhiễm, nóng sốt, dùng ngay, giảm liền. Huyệt 26 nhé, huyệt 26 là cái huyệt mà nó nằm ở chính giữa của hai đầu lông mày. Chính giữa của hai đầu lông mày. Này, mình dấu đây. Thứ tự huyệt của bộ dáng này sẽ làm theo thứ tự là từ trên xuống dưới. Đây là huyệt 26. 26 cũng rất là hay, viêm nhiễm, nóng sốt, dùng ngay, giảm liền. Tiếp theo là 61, tiêu độc, tiêu viêm, long đờm, thông khí, nhịp tim, điều hòa. Tiếp theo là đến huyệt 61. Huyệt 61 thì chúng ta lấy bằng cách là nó nằm ở trên cái điểm bắt đầu của cái đường cong cánh mũi. Nếu mà dùng cái que giò này, thì chúng ta để vuông góc này và chúng ta gạt ngược lên. Nếu mà thấy nó vướng ở đâu thì đấy chính là huyệt 61. Huyệt 61 có ở hai bên luôn. Vâng ạ, xin cảm ơn cô Trần Lan Anh. Không dám ạ. Sáu mốt tiêu độc tiêu viêm, long đờm thông khí, nhịp tim điều hòa. Khi mà chúng ta muốn tăng cường hiệu quả của cái bộ dáng này, nó làm mát, làm hạ nhiệt, hạ sốt, thì chúng ta sẽ làm các cái huyệt theo thứ tự là từ trên xuống dưới và từ bên phải sang bên trái, tức là huyệt bên phải trước và bên trái sau. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú Tọa. Huyệt 61 đây. Huyệt 61 có ở hai bên.
61 tiêu độc tiêu viêm, long đờm thông khí, nhịp tim điều hòa. Huyệt này nó có tác dụng là tiêu viêm này, tiêu độc này, long đờm này, thông khí này, điều hòa nhịp tim và còn rất là nhiều các cái tác dụng khác nữa. Tiếp theo này, ho tức ngực, bệnh ngoài da, cảm sốt mất ngủ, số 3 nhớ dùng. Ho tức ngực, bệnh ngoài da nhé, cảm sốt mất ngủ, số 3 nhớ dùng này. Thì khi mà lấy được cái huyệt 61 này thì chúng ta mới kéo sang và thẳng giữa tròng đen đi xuống, thì đó chính là huyệt số 3. Huyệt số 3 cũng là huyệt kép, sẽ có ở hai bên, thì mình sẽ làm ở bên phải trước và bên trái sau. Ho tức ngực, bệnh ngoài da, cảm sốt mất ngủ, số 3 nhớ dùng. Thẳng từ huyệt 61 kéo sang và giữa tròng đen đi xuống. Ho tức ngực, bệnh ngoài da, cảm sốt mất ngủ, số 3 nhớ dùng. Huyệt tiếp theo này, 143 giúp nhuận trường, thanh nhiệt hạ sốt, xương cùng giảm đau. 143 là giúp nhuận trường nhé. Huyệt số 143 là huyệt nó nằm ở phần đáy mũi ạ. Đây. Có một số người lấy bị nhầm là nó ở trên này nhưng không phải nhé, nó phải tận ngay dưới này. Chỗ này nó sẽ có một cái điểm hõm. Khi mà ấn vào có người sẽ cảm thấy hơi nhói nhói buốt buốt ạ. 143 giúp nhuận trường, thanh nhiệt hạ sốt, xương cùng giảm đau. Cái này nó liên quan đến cái xương cùng cụt này, làm giảm đau xương cùng cụt và liên quan đến cái hậu môn chỉ. Đây là vị trí này, giúp nhuận trường, thanh nhiệt hạ sốt, xương cùng giảm đau. Tiếp theo, đau lưng, huyết áp lên cao, 222 đó ta nào có quên. Đau lưng, huyết áp lên cao này, đó là huyệt 222 nhé. 222 thì mình xác định bằng cách là nó nằm ở ngay khóe miệng đi sang và thẳng giữa tròng đen đi xuống. Vâng, xin cảm ơn chị Thái, không dám ạ. Thẳng giữa tròng đen đi xuống á, và ngang khóe miệng kéo sang nhé, đó là huyệt 222. Thì nó sẽ thẳng luôn với cả huyệt số 3 luôn, thẳng số 3 đi xuống. Đây, huyệt số 3 đây. Huyệt tiếp theo này, đau đầu mất ngủ liên miên, ấn ngay 14, giảm viêm dạ dày. Nghe thì có vẻ nó không có gì liên quan lắm. Tức là cái huyệt 14 này nó có tác dụng là chữa đau đầu, chữa mất ngủ và nó cũng làm giảm đau dạ dày. Nó cũng là một cái huyệt mà nó có tác dụng tiêu viêm rất là tốt, kể cả viêm họng, viêm phế quản cũng dùng được huyệt 14. Huyệt 14 chúng ta lấy bằng cách là nó nằm ở cái điểm tiếp giáp giữa cái dái tai, tiếp giáp giữa cái phần dái tai và cái da của chúng ta, da má của chúng ta ấy. Huyệt này có ở hai bên luôn ạ. Vâng, xin chào, xin cảm ơn chị Nguyễn Thanh. Huyệt này có ở hai bên luôn. Huyệt này nếu mà tự lấy cho mình thì phải có gương soi thì dễ lấy hơn.
Có sách hướng dẫn ạ. Ở trung tâm thì có cung cấp tất cả những cái sách mà liên quan đến phương pháp diễn trần điều khiển liệu pháp của giáo sư Bùi Quốc Châu ạ. Đây có quyển này ạ. Rồi có cả tờ 52 phác đồ nữa. Quyển tiếp theo 156 ụ cằm đây, vai chân cổ gáy cung mày giảm đau. Quyển 156 là cái quyển mà nó nằm ở ngay hai bên của ụ cằm. Thì nếu mà chúng ta có que giò này thì chúng ta sẽ tìm cái quyển 156 bằng cách là theo những cái đường cong của ụ cằm ấy. Đây là cái là đường cong của ụ cằm này. Thì cái quyển 156 nó sẽ nằm ở cái khoảng vị trí này. Gạt sang đây nó hơi mắc vào đấy. Thì mình gióng thì nó sẽ ở cái vị trí của cái chân mũi kéo thẳng xuống. Quyệt 156 cũng có ở hai bên. 156 ụ cằm đây, vai chân cổ gáy cung mày giảm đau. Tức là nó sẽ làm giảm đau cả vai chân cổ gáy cung mày giảm đau nhé. Tức là cái huyệt 156 này nó làm giảm đau vai, giảm đau cẳng chân, giảm đau cổ gáy, giảm đau cả cái phần xương cung mày của chúng ta nữa. Huyệt 156 này nó còn có tác dụng là giúp giãn mềm cơ trong những trường hợp mà bị chấn thương ấy, gân cơ ấy. Tiếp theo là 87 giảm huyết áp cao, điều hòa nước tiểu, giảm đau bụng đầu. Huyệt 87 thì chúng ta xác định bằng cách là nằm ở điểm cao nhất của ụ cằm. Đây, cái toàn bộ cái ụ cằm của chúng ta thì cái huyệt 87 nó sẽ nằm ở cái điểm chính giữa ấy, điểm nhô ra cao nhất ấy. 87 nó sẽ làm giảm huyết áp, điều hòa lượng nước tiểu, giảm đau bụng, giảm đau đầu. Xin lỗi mọi người, lần tới là tôi sẽ chuẩn bị một cái bút khác cho nó tốt hơn. Đấy là những cái huyệt nằm trong bộ huyệt giáng, hay còn gọi là bộ huyệt giáng khí. Thì như hồi đầu lúc đầu đã giới thiệu thì cái bộ huyệt này nó có tác dụng là làm giáng khí này, làm hạ huyết áp, làm hạ nhiệt, hạ sốt. Thì nó có nhiều cách để chúng ta có thể sử dụng cái bộ huyệt này. Và thông thường thì chúng ta nên dùng các cái kỹ thuật mà nó có tính âm, tính mát để làm cái bộ huyệt này thì nó sẽ có hiệu quả tốt nhất. Thì có thể chúng ta dùng cái que giò, chúng ta sẽ day ấn theo thứ tự huyệt là từ trên xuống dưới và từ phải sang trái. Hoặc là thứ hai nữa, chúng ta có thể bôi một chút dầu dừa để cho nó trơn và chúng ta day ấn nhẹ nhàng vào đây. Hoặc là chúng ta dùng các cái dụng cụ lăn bằng đồng thì nó mát, thì chúng ta sẽ lăn nhẹ vào các cái vị trí huyệt này. Đấy. Hoặc là một cái cách mạnh hơn nữa, đó là chúng ta dùng cái cục đá lạnh của chúng ta trong tủ lạnh ấy. Chúng ta lấy ra bọc vào túi ni lông, xong chúng ta áp vào các cái vị trí huyệt này. Mỗi huyệt chúng ta áp cỡ khoảng mấy chục giây thôi, không cần phải áp quá lâu đâu. Áp quá lâu thì có thể nó sẽ làm đau đầu, làm co các cái mạch máu thì cũng không tốt lắm. Mỗi một huyệt chúng ta áp khoảng mấy chục giây, có thể 10, 15, 20 giây thôi. Mọi người lưu ý về cái kỹ thuật mà dùng đá. Dùng đá thì nó sẽ nhanh làm hạ sốt, nhanh làm hạ nhiệt. Đấy.
là cái toàn bộ các cái huyệt nằm trong bộ giáng. Chúng ta có thể có cái thắc mắc hay là có cái câu hỏi gì về cái bộ huyệt này thì chúng ta có thể để lại cái phần bình luận ở dưới, thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về cách sử dụng của cái bộ huyệt này. Vâng, xin chào anh Nguyễn Hoàng Thuật ạ. Hy vọng rằng là với cái những cái câu thơ như vậy thì chúng ta sẽ dễ nhớ, dễ thuộc những cái tính chất tác dụng của cái huyệt hơn. Và bất cứ khi nào mà chúng ta cần phải sử dụng thì chúng ta nhớ lại là chúng ta sẽ sử dụng được. Mọi người có câu hỏi gì cần phải chia sẻ hoặc là có thắc mắc gì không ạ? Ở trung tâm hội quán Trần Vũ Châu, ở chi nhánh 314 Thụy Khuê và trung tâm về đá quốc tế chi nhánh tại Hà Nội, chúng tôi ở đây thì thường xuyên tổ chức hướng dẫn hướng dẫn các cái kỹ thuật giúp làm tăng cường sức khỏe, làm nằm trong các cái phương pháp dưỡng sinh của giáo sư Bùi Quốc Châu. Thì nếu mà chúng ta ở gần khu vực Thụy Khuê Tây Hồ, chúng ta muốn đến để tìm hiểu thêm về các cái cách sử dụng dụng cụ này, rồi về cách sử dụng các cái bộ huyệt, thì chúng ta có thể đến trực tiếp địa chỉ là số 314 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Còn ngoài ra thì trung tâm của chúng tôi thì có nhiều các cái cơ sở ở mấy nơi nữa, ví dụ như là cơ sở ở dưới chỗ khu đô thị Lideco ở Trạm Trôi, Hoài Đức, một cơ sở dưới địa chỉ là 102 Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, và một cơ sở số 18 ngõ 1 đường Nguyễn Thị Định thuộc quận Cầu Giấy. Tất cả những cơ sở đó thì chúng tôi đều có các giảng viên thường trực tại đó, chuyên hướng dẫn chia sẻ các cái kỹ năng để giúp mọi người tự chăm sóc sức khỏe. Vâng, nếu mà không ai hỏi gì thì tôi xin phép được đọc lại một lượt từ đầu đến cuối bài thơ này để cho liền mạch, để những ai có thể vào sau thì chúng ta kịp theo dõi. Vâng, xin lỗi mọi người là vẫn phải nhìn vào máy tính bởi vì vừa mới viết xong, thì ra là cũng chưa thuộc. Khu vực ở Hà Đông ạ. Khu vực ở Hà Đông thì hiện tại thì cũng chưa có ạ. Thì nếu mà chị ở gần đó thì có thể là tới chỗ gần nhất là tới chỗ số 102 Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Chị Trần Thị Khuyên ạ. Vâng, xin phép được đọc lại bài thơ từ đầu đến cuối. Những khi huyết áp lên cao và khi nóng sốt, làm sao bây giờ? Bạn ơi, bạn hãy chớ lo, ta dùng bộ giáng làm cho mát người. 124 vầng trán cao, thần kinh ổn định, giảm đau răng đầu. 34 cũng giảm nhức đầu, giúp làm sáng mắt, giảm đau dạ dày. 26
cũng rất là hay. Viêm nhiễm nóng sốt dùng ngay giảm liền. 61. Tiêu độc tiêu viêm, long đờm thông khí, nhịp tim điều hòa. Ho tức ngực, bệnh ngoài da, cảm sốt mất ngủ, số 3 nhớ dùng. 143. Giúp nhuận trường, thanh nhiệt hạ sốt, xương cùng giảm đau. Đau lưng huyết áp lên cao, 222 đó ta nào có quên. 22 đây. Đau đầu mất ngủ liên miên, ấn ngay 14 và giảm viêm dạ dày. 156. Ụ cằm đây, vai chân cổ gáy cung mày giảm đau. 87. Giảm huyết áp cao, điều hòa nước tiểu, giảm đau bụng đầu. Về số 87 là huyệt cuối cùng. Huyệt, cái bộ huyệt này nó sẽ theo thứ tự là từ trên xuống dưới và từ phải sang trái. Thì mọi người nhớ về cái cách sử dụng. Quan trọng nhất là chúng ta nhớ cái cách để làm các cái bộ huyệt này nó có hiệu quả ấy. Còn về huyệt thì chúng ta không nhớ thì có thể dở lại trong giáo trình ra. Cái tờ 52 phác đồ thì thầy có đã ghi rất rõ là cái bộ dáng này, thứ tự 1 2 4 3 4 2 6 6 1, số 3 này, 2 2 2 này, 1 4 3 này, 14 15 6 8 7. Đấy là thứ tự các cái huyệt của cái bộ dáng này. Mọi người có muốn hỏi thêm gì về cái bộ huyệt này không ạ? Vâng, xin chào bạn Nguyễn Ngọc Anh. Ở hội quán Diệt Trần Vũ Quốc Châu cơ sở 314 Thụy Khuê thì vào thứ bảy, sáng thứ bảy tuần này thì chúng tôi có tổ chức một cái buổi chuyên đề về giảm các cái chứng đau mỏi cổ vai gáy, chuyên đề miễn phí. Thì nếu mà chúng ta ở gần cái khu vực đó thì có thể tới địa chỉ 314 Thụy Khuê thì chúng ta sẽ các giảng viên ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách làm giảm các chứng đau mỏi cổ vai gáy, thoái hóa đốt sống cổ và sẽ được trải nghiệm trực tiếp. Vâng ạ, cô giáo Ngọc Anh nói là đầu ơi vẽ mặt hay quá. Vâng ạ, xin cảm ơn cô giáo Nguyễn Ngọc Anh. Vâng ạ, xin chào cô Sáu Bùi. Vâng ạ, xin cảm ơn cô Đỗ Hạnh. Vâng, không, thật ra thì tất cả mọi người khi mà học phương pháp Diệt Trần này thì cháu thấy là đều có một cái tấm lòng là chia sẻ hết cho mọi người thôi cô ạ. Bởi vì theo đúng như tôn chỉ của thầy Bùi Quốc Châu, đó là thầy nói là kiến thức chia 10 là kiến thức được nhân 10. Hoặc là thầy có viết trong tâm ngôn một câu, đó là bàn tay nắm lại thì được có 1 thôi, còn bàn tay mở ra thì sẽ được 10. Thì thầy luôn luôn muốn là các học trò của thầy là chia sẻ cho mọi người các cái kiến thức này. Bởi vì thật ra với cái thời buổi công nghệ thông tin rất là đại chúng như bây giờ thì cái việc mà giấu thông tin thì cũng rất là khó. Mình không thể nào giấu được. Và chỉ khi nào mình cho đi thì kiến thức đấy nó mới còn mãi được. Còn mình cũng không thể nào mà giữ mãi được trong lòng. Vâng ạ. Vâng ạ, xin chào anh Di Sản Việt ạ. Và cơ sở hội quán Diệt Trần Vũ Châu ở 314 Thụy Khuê thì vào thứ hai tuần tới thì cũng sẽ khai giảng trở lại lớp Diệt Trần Dưỡng Sinh Căn Bản, học trực tiếp tại 314 Thụy Khuê.
Thì nếu mà chúng ta, những ai mà ở gần khu vực Thụy Khuê thì có thể tới để tham dự khóa học này. Thì trong khóa học chúng tôi sẽ trang bị cho mọi người cái kiến thức căn bản nhất về phương pháp diễn trần điều khiển liệu pháp, về về thể dục tự ý, về âm dương khí công, về ẩm thực dưỡng sinh. Và chúng ta cũng sẽ được một học một buổi nghe cô Trần Lan Anh chia sẻ về tâm ngôn Bùi Quốc Châu. Ngoài ra thì tất cả các ngày trong tuần, cơ sở 314 Thụy Khuê cũng đều nhận mọi người đến để hướng dẫn, tư vấn, chia sẻ về cách chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp dẫn trận dưỡng sinh Bùi Quốc Châu. Do vậy là bất cứ lúc nào chúng ta có thời gian thì chúng ta cũng có thể sắp xếp qua để được hướng dẫn. Vâng, bây giờ cũng là 3:39 rồi. Tôi xin phép được dừng buổi live stream tại đây. Rất cảm ơn mọi người vì đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn mọi người vì đã dành cái tình cảm rất là lớn đối với phương pháp diễn trận dưỡng sinh của giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu. Qua đây con cũng xin được cảm ơn thầy Bùi Quốc Châu vì thầy đã bằng cái tình yêu thương đối với mọi người, thầy luôn luôn nghĩ cho người nên thầy đã phát minh ra những phương pháp hết sức đơn giản để cho chúng con có thể thực hành được và để cho chúng con có thể mang cái kiến thức đấy chia sẻ được cho mọi người để mọi người có được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Xin được cảm ơn thầy, xin được cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những cái buổi live stream tiếp theo ạ.